Em xin giới thiệu, đây là đồng hồ đeo tay size nam đến từ thương hiệu Reway của hãng Citizen. Hàng đã qua sử dụng, size của đồng hồ là 35 cả núm, chưa tính núm là size 33. Đồng hồ này sử dụng pin, máy xà băng, giá bán là 150.000, dây da zin theo đồng hồ nha. Đây là đồng hồ đeo tay size nam có mã số 2, size của đồng hồ chiều ngang là 29, chưa tính núm, chiều dọc là 45. Đồng hồ sử dụng pin, máy xà băng, giá bán là 180.000. Đây là đồng hồ đeo tay size nam đến từ thương hiệu Citizen có mã số 3, size của đồng hồ là 35. Đồng hồ sử dụng pin 3 kim 1 lịch, lịch ngay vị trí 3 giờ, kim giờ, kim phút, dạ quang, giỏ và dây bằng thép không rỉ. Dây nó làm cái kiểu sức sức dặn lắc nhịp bắt sáng rất là đẹp, dây còn mới choang sáng bon như vậy. Dây khóa zin theo đồng hồ đến từ thương hiệu Citizen, máy xà băng cho các bác sử dụng. Đây là đồng hồ đeo tay size nam đến từ thương hiệu Yaship, hàng đã qua sử dụng. Size của đồng hồ là 40, chưa tính núm. Đồng hồ sử dụng pin, thiết kế kính tròn viền, kim của đồng hồ, giỏ của đồng hồ có màu vàng gold rất là đẹp. Máy xà băng cho các bác sử dụng. Đồng hồ đeo tay size nam có mã số 5 với thiết kế kiểu dáng thể thao, kim giờ, kim phút, kim giây và xung quanh cọc số tất cả đều dạ quang. Đồng hồ sử dụng pin, lịch ngay vị trí 3 giờ, máy xà băng cho các bác sử dụng. Và đặc biệt trên dây của đồng hồ có thiết kế cái la bàn để mình dễ dàng xem được hướng đông tây nam bắc. Giá bán của đồng hồ này là 190.000. Đây là đồng hồ đeo tay size nam đến từ thương hiệu Yaship, máy da băng, size của đồng hồ là 40 cả núm, chưa tính núm là size 38. Đồng hồ này sử dụng pin, đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ. Đây là đồng hồ đeo tay size nam đến từ thương hiệu Seiko, size của đồng hồ là 35. Đồng hồ này sử dụng pin, dây Milan, dây thép đúc nha. Em quay cận cảnh chi tiết dây lụa thép đúc cho đồng hồ này cho các bác tham khảo nha. Đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ, máy da băng đến từ thương hiệu Seiko cho các bác sử dụng. Đồng hồ đeo tay size nam có mã số 8, size của đồng hồ là 39, chưa tính núm, kim giờ, kim phút và xung quanh cọc số tất cả đều dạ quang, máy da băng. Giá bán của đồng hồ này là 400.000, đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ. Đây là đồng hồ đeo tay size nam đến từ thương hiệu Anba của hãng Seiko, size của đồng hồ là 35, đồng hồ sử dụng pin 3 kim 2 lịch. Lịch ngay vị trí 3 giờ thể hiện các thứ trong một tuần và các ngày trong một tháng. Kim giờ, kim phút, dạ quang, cọc số trên đồng hồ là cọc số nổi. Giỏ và dây của đồng hồ bằng thép không rỉ. Mô hình đẹp xuất sắc như mới 95-98%. Mặt của đồng hồ còn trải tia chiếu sáng lấp lánh như vậy. Nhận được cái đồng hồ này là mình ưng ý ngay, chỗ nó đẹp xuất sắc luôn nha. Dây khóa zin theo đồng hồ, dây còn mới choang bắt sáng chiếu lấp lánh như vậy. Đồng hồ chính hãng đến từ thương hiệu Anba của hãng Seiko, đá xoáy chống nước ở độ sâu 100m. Đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ, bộ máy trung xịn da băng cho các bác sử dụng.